chấn động, tiên tri cực chuẩn xác, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, bước sang năm Ất Tỵ 2025, được thần Phật che chở, cát tinh cao chiếu, vận số, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, 100 tỷ cầm tay, con cháu ba đời ăn không hết của, nếu như biết được cơ mệnh này. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mệnh. Kỷ Dậu hay còn được gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà báo hiệu, năm sinh dương lịch từ 16 tháng 2 năm 1969 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 1970. Năm sinh âm lịch, Kỷ Dậu, thiên can, kỷ, tương hợp, giáp, tương hình, quý, ất, địa chi, dậu, tam hợp, tỵ dậu sửu, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu, mệnh thổ, đại trạch thổ, tức đất nhà lớn, tương sinh, kim, hỏa, tương khắc, thủy, mộc, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, số quan lộc, xương con gà, tướng tinh con thỏ, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Kỷ Dậu nữ mạng với nạp âm hành thổ, do can kỷ thổ ghép với chi dậu kim, thổ sinh nhập kim, tức can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có thực lực hơn người, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Nữ tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ dịu dàng, diễm lệ và không bao giờ luộm thuộm. Họ khá hấp dẫn và rất quan tâm tới hình thức, nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Tuổi này được Thái Dương chiếu mạng là người khôn lanh, năng động, toan tính sáng suốt, dễ thành công trên thương trường, nhất là những bậc kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, với tài tiên liệu, Kỷ Dậu nữ mạng có khả năng làm giàu nhanh chóng, nhưng tiền của khó nắm giữ, tiền vào buổi sáng, ra buổi chiều. Bản tính hiền lương, thương người, dễ bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, là người vợ, người mẹ, hết lòng hy sinh cho chồng, cho con, nhưng ít xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Nếu có con gái đầu lòng, cuộc sống nhờ con mà đỡ vất vả, đa phần Kỷ Dậu nữ mạng có nhiều tự tin, ít chịu nghe lời góp ý, đường tình duyên cũng như tài lộc nhiều trắc trở, hợp tan. Càng lớn tuổi càng có nhiều kinh nghiệm, lòng tự tin thái quá đã mòn dần, sự nghiệp mới vững vàng ngày càng phú túc giàu sang và gia đình cũng có phần êm ấm. Tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh cuộc đời có nhiều tốt đẹp về hậu vận, trung vận và tiền vận hơi có nhiều vất vả lao đao về cuộc sống. Xem tử vi cho thấy, họ là người chăm chỉ, luôn biết nỗ lực phấn đấu để mong cho gia đình của mình có thể được sống sung túc, hạnh phúc hơn mỗi khi gặp khó khăn. Cách xử lý tốt nhất của người nữ tuổi Kỷ Dậu chính là tìm cách trút hết mọi nỗi bực dọc và áp lực trong mình, dù cách làm này có vẻ yếu đuối, nhưng nó thật sự rất hữu dụng với họ. Việc phát tiết nỗi ưu tư trong lòng sẽ giúp họ giải tỏa được mọi áp lực đè nén để thoải mái hơn, sau đó tập trung đi giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, con giáp này cũng luôn khao khát làm giàu, không ngại đối mặt với gian nan thử thách. Đây chính là động lực lớn nhất để họ không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình và kể từ giai đoạn trung vận trở đi, tuổi Kỷ Dậu cũng được thần tài và quý nhân chiếu cố, càng làm việc càng gặt hái được nhiều thành công. Bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, thậm chí tìm được hướng đi tốt, phát triển sự nghiệp bền vững, lâu dài. Người tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh, vốn thông minh, nên một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát khi hết tiềm năng và thăng hoa không ngừng, hết mình vì gia đình. Nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình, lo lắng chu toàn mọi việc, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Sức khỏe ở mức khá, hay có bệnh vặt nhưng không nghiêm trọng, cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, cuộc đời có nạn tai, nhưng may mắn được thần vật che chở, tai qua nạn khỏi. Số được hưởng dương thọ từ tuổi 65 đến tuổi 86, nếu trong cuộc sống, nữ tuổi Kỷ Dậu thành tâm làm việc thiện, tích đức, thì nghiệp quả sẽ được giải trừ, gia tăng. Xét tổng quan tử vi nữ mạng, tuổi Kỷ Dậu trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Kỷ Dậu theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can. Kỳ khắc Ất, một vài yếu tố ngoại cảnh tác động khiến tâm tính dễ nóng nảy, sức khỏe giảm sút. Xét về địa chi. Dậu gặp Tỵ, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm. Dấu hiệu thăng quan tiến chức cũng rất rõ ràng, tiền bạc ngày một thăng hoa. Xét về ngũ hành. Bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều đạt được như ý nguyện. Tiểu kết. Nữ mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có nhiều cơ hội mở mang sự nghiệp hơn. Trong năm 2025, bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nghiêm túc cống hiến thì mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức,
Tuy nhiên, bạn nên chăm sóc cẩn thận cho sức khỏe để phòng ngã bệnh. Thứ hai, xem tử vi năm 2025, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh trong cửu diệu niên hạn. Sao Mộc Đức chính là một phúc tinh, sao tốt mang lại điều tốt, may mắn trong công việc, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, gia đạo bình an, hôn nhân hòa hợp. Về đường công danh, người được sao Mộc Đức chiếu tới sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp, thêm nhiều bạn bè mới, thầy giỏi, bạn tốt, mở ra nhiều cơ hội hơn trong học tập, sự nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn mang đến một số hạn xấu, đặc biệt là về sức khỏe, nữ giới sao Mộc Đức chiếu mạng, cần đề phòng các bệnh về máu huyết khó thông dẫn tới thiếu máu, mất ngủ, mệt mỏi, đồng thời cũng cần chú ý đến các bệnh về thị giác. Viết về sao này có bài thơ như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng. Có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Trong năm mệnh chủ được sao Mộc Đức chiếu sẽ gặp nhiều may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sức khỏe suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông. Người có sao Mộc chiếu mạng có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn cũng biến nguy thành an, chuyển hóa thành phúc nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai. Khi đang ở cát vận, may mắn trong công việc, có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, hôn nhân hòa hợp tốt về phương diện cưới hỏi, công việc bình an, sinh tài sinh lợi, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, da trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an không có gì đáng ngại. Chiếu theo ngũ hành thì mộc đức tinh thuộc hành mộc, vậy nên sẽ hợp các màu thuộc mệnh thủy tương sinh và mộc tương hỗ, đồng thời kỵ các màu thuộc hành kim tương khắc, hành hỏa sinh xuất. Do đó, bản mệnh nên dùng các màu sắc của hành thủy và hành mộc để vượng vận, hạn chế dùng hành kim và hành hỏa để tránh gây ra những ảnh hưởng xấu đến vận trình, cụ thể như sau. Mộc đức kỵ các màu thuộc hành kim là trắng, bạc, ánh kim và màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím. Mộc đức hợp với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh nước biển và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Kỷ Dậu theo niên hạn là hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, nữ mệnh tuổi Kỷ Dậu trong năm 2025 gặp hạn tam kheo nên chú ý các vấn đề về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. 1. Nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc thiện lương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. 2. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những ai đang làm công việc liên quan đến cơ khí hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. 3. Vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân, ngoài ra nên vận động thể dục, thể thao để có sức khỏe tốt. 4. Đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích,
phê bình thì quý bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt thù dai để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Năm 2025 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng gặp vận niên xà hãm tĩnh. Xà hãm tĩnh tức là rắn bị nhốt dưới giếng sâu. Năm đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có giới hạn giống mình. Nếu biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong, nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa, công danh không có gì mới, nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2025, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Kỷ Dậu cần tránh các năm tam tai, Tý, Sửu, Hợi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính thì gia chủ 1969, tuổi Kỷ Dậu sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 là 57 tuổi âm lịch, sẽ phạm kim lâu thuê. Kỵ chồng hoặc vợ, gây tai họa cho người chồng hay người phối ngẫu của mình. Trong vấn đề cưới hỏi, nếu cô gái phạm tuổi kim lâu thê thì người chồng sẽ chịu hậu quả, gặp nhiều tai họa, chuyện xui xẻo. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay gia chủ tuổi Kỷ Dậu phạm tuổi lục hoang ốc. Gia chủ Kỷ Dậu phạm hoang ốc, lục hoang ốc có câu lục ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng, có hạn trạch tuổi không? Trạch bại là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch bại là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, ư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, ư, khốc, quỷ, tử, nên trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp trạch bại, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng. Tử vi nhận định tuổi Kỷ Dậu nữ mạng bước sang năm Ất Tỵ 2025 sẽ là thời điểm may mắn và cát lành cho bản mệnh. Trong cuộc sống của người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng sẽ có nhiều tiến bộ đáng kể và mọi việc thuận lợi diễn ra như ý định. Vì thế, bạn có thể dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn, yêu thương tự tin vào bản thân mình và thoải mái làm những việc mà bạn yêu thích. Về phương diện sự nghiệp, đối với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu 1969, bước sang năm Ất Tỵ 2025, có vận trình công danh, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tích cực. Công việc của quý bạn nữ tuổi này nhìn chung thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dễ chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn chỉ cần cố gắng hết sức mình là ắt gặt hái được thành công. Trong năm này, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu gặp được năm tam hợp, Thân Tý Thìn phù trợ. Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, bạn nên chủ động nắm bắt. Trong năm cũng có ngũ hành sinh xuất, cho nên quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cần phải nghiêm túc dồn sức cho công việc thì mới thu được kết quả tốt. Chỉ cần một chút lơ đễnh thì có thể gây ra những sai sót không đáng có trong công việc của mình. Sự ràng buộc của sao La Hầu có thể gây ra những chuyện thị phi, tranh chấp, chủ về mồm miệng. Do vậy, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu trong năm này cũng cần giữ thái độ cầu thị, hòa nhã nơi công sở. Nên kiềm chế tính cách nóng nảy của mình để tránh gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Khi có bất đồng ý kiến xảy ra, tốt nhất bạn nên giải quyết mọi việc bằng phương pháp hòa bình, tránh làm mất hòa khí. Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất công việc, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu
cũng nên tham gia nhiều các hoạt động thể thao, du lịch, có thể mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo. Bạn cũng không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng xấu đến tâm trạng. Trong năm này, đối với những người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng thêm quy mô kinh doanh cũng đều được thu lợi nhuận cao. Có điều, trong năm vẫn có điểm báo hiểm khích thị phi do tác động của hung tinh thương quan gây ra. Do vậy, với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cũng nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc. Đối với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ này cũng khá thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm. Hứa hẹn sẽ có được nhiều trải nghiệm bất ngờ, bạn có thể cân nhắc đến việc bắt tay vào những mục tiêu lớn lao hơn để tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Về phương diện tài lộc, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu bước sang năm Ất Tỵ 2025 có vận trình sự nghiệp khởi sắc, giúp vận trình tài lộc tươi sáng hơn rất nhiều so với năm trước đây. Bạn chạm tay vào những cơ hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong năm này, công việc kiếm tiền của bạn cảm giác dễ dàng hơn, không còn gặp trục trặc, vất vả như trước. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện và cho thu về lợi nhuận tốt. Với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu, trong năm này, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, quý bạn cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, buôn bán online, hay đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này đều mang tới nguồn tiền thu nhập tương đối lạc quan, giúp cho chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện đáng kể. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán hoặc người làm nghề tự do, nên tranh thủ thời cơ để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước đó, cơ hội gia tăng tiền bạc cho mình sẽ không hề nhỏ. Ngoài ra, mức độ chi tiêu về tiền bạc của quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu trong năm này cũng không quá nhiều, thu chi cân đối, cho nên bạn tiết kiệm, tích lũy được một khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới của mình. Về cơ bản, đối với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu, trong năm này, công việc diễn tiến khá suôn sẻ, kéo theo tiền bạc không ngừng tăng lên. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại ở phía trước, đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc, phấn đấu hơn nữa. Đồng thời, trong năm này có vận quý nhân xuất hiện, dẫn đường chỉ lối, cho nên quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên biết lắng nghe những quan điểm, kinh nghiệm của đối phương để có thể đúc rút ra những kinh nghiệm, bài học đáng quý cho mình. Đầu năm, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên siêng năng đi chùa, chăm phóng sinh, làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp, phát tài, phát lộc, gia đình thịnh vượng. Về tình cảm gia đạo, bước sang năm Ất Tỵ 2025, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu có vận trình tình cảm lại không được khả quan cho lắm. Đối với những bạn đang còn độc thân có vận trình tình cảm khá thấp. Vì vậy, với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm nếu muốn có người yêu trong năm nay. Tuy nhiên, để tránh mắc phải những sai lầm trong tình yêu, bạn không nên nóng vội mà phải suy xét thật thấu đáo để biết được người nào thật lòng và luôn quan tâm đến bản thân mình. Đối với những người đã lập gia đình hoặc đã có người yêu thì cần phải thận trọng với những mâu thuẫn giữa hai người trong năm 2025 này. Nguyên nhân có thể do bạn quá mức tập trung vào công việc mà không quan tâm tới đối phương. Cách giải quyết là bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ, tâm sự với nửa kia của mình. Áp lực cuộc sống đôi lúc khiến bản mệnh vô tình rơi vào vòng xoáy tiêu cực, lúc nào tinh thần cũng cảm thấy lao lực, chán nản và căng thẳng. Những lúc này, bạn nên mở lòng hơn để chia sẻ nỗi lòng với nửa kia của mình. Đây không chỉ là cách giúp bạn nhanh chóng xua tan mệt mỏi, mà còn là cách rất hiệu quả để xây dựng cầu nối giữa hai bên, giúp cả hai thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Đồng thời, với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu, nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Đặc biệt, trong thời điểm này, thầy phong thủy khuyên quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng, sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những bạn đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Ất Tỵ này. Về phương diện sức khỏe, về tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu nữ mạng cũng không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và hạn Tam Kheo. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy,
con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp để thể trạng của mình. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý bạn. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Kỷ Dậu sinh năm 1969. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2025. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, tình cảm hôn nhân hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2025. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí, nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy. 1. Tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu trong phong thủy có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, tùy vào từng hoàn cảnh của người đang sở hữu. Tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy. Khi nó vào nhà thì tác dụng của nó vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Vì thế, người mang mệnh thổ tuổi Kỷ Dậu có thể sử dụng tỳ hưu bằng ngọc đá hoặc kim mang màu sắc tương sinh như đỏ, vàng, nâu đất để sử dụng tốt nhất. 2. Tiền xu, tiền cổ. Tiền xu cổ luôn là một pháp khí được sử dụng rất nhiều ở trong phong thủy. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải. Cát khí của nó không những tham gia gia tăng tài lộc mà còn có thể đem lại nhiều may mắn về công danh sự nghiệp và giúp giải trừ tai họa, hóa giải tiểu nhân. Tiền cổ phong thủy có nhiều loại và những ý nghĩa khác nhau. Đối với người Kỷ Dậu có thể sử dụng các loại tiền xu nâu từ 3 đến 9 đồng để hóa giải vận hạn, thịnh vượng về tài lộc. 3. Bát quái phong thủy. Có nhiều loại gương bát quái khác nhau như gương lồi, gương lõm và gương phẳng trong phong thủy. Mỗi loại có thể giúp mang đến những tác dụng phong thủy khác nhau. Do đó gia chủ cần phải đủ hiểu, đủ đúng về tác dụng phong thủy của gương bát quái để có sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà của mình. Để giải trừ các vận hạn không tốt cho nhà ở, gia chủ tuổi Dậu có thể sử dụng gương lồi để hóa giải sát khí trước nhà, gương lõm để hóa giải hướng nhà xấu. 4. Chuông gió phong thủy. Chuông gió ngoài tác dụng trang trí, tạo âm thanh trong trẻo, còn có tác dụng trừ tà khí, sát khí nếu bạn đang sử dụng đúng phong thủy. Với người tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, nên chọn những loại chuông gió mang màu đỏ hoặc màu vàng, màu đất sẽ tốt nhất, nên sử dụng chuông gió làm từ chất liệu bằng đá. Kim loại sẽ tốt hơn bằng gỗ. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới, người Việt ta có phong tục chọn người hợp tuổi xông nhà để năm đó nhiều bình an, may mắn. Nếu người xông nhà hợp tuổi gia chủ, có lối sống tử tế và chân thành, thì sẽ mang đến cho gia đình nhiều tài lộc, thịnh vượng và hạnh phúc. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Kỷ Dậu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới.
Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006 tốt, Bính Thìn 1976 tốt, Bính Tuất 1946 tốt, Đinh Dậu 2017 tốt, Đinh Sửu 1997 tốt, Đinh Tỵ 1977 tốt, Đinh Mùi 1967 tốt, Đinh Dậu 1957 tốt, Đinh Sửu 1937 tốt, Tân Mùi 1969 tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Dần 1974 không tốt, Giáp Thân 1944 không tốt, Giáp Thân 2004 không tốt, Mậu Dần 1938 không tốt, Giáp Ngọ 1954 không tốt, Kỷ Hợi 1959 không tốt, Nhâm Dần 1962 không tốt, Giáp Tý 1984 không tốt, Mậu Dần 1998 không tốt, Giáp Ngọ 2014 không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, đối với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu có vận trình tài lộc tương đối tốt, bạn gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Về mặt tình cảm trong tháng này cũng rất lý tưởng, hầu hết quý bạn nữ đang còn độc thân sẽ tìm được tình yêu trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau, tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít không rời. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu bước sang tháng 2 âm lịch có vận trình tài lộc cũng khá lạc quan. Được thúc đẩy bởi các ngôi sao Cát Tinh, Thanh Long và Thiên Phúc, nhiều người có thể nhận được phần thưởng trong tháng này. Trong tháng có Thanh Long xuất hiện, giúp cho quý bạn đang làm bên các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, gặp nhiều thuận lợi, đạt được nhiều thành tích tốt ở cuối tháng, bạn có thể được nhận thưởng hoặc được sếp khen ngợi. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Vận trình của quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu bước sang tháng 3 âm lịch phát triển tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của cục diện Thìn Dậu nhì hợp trợ mệnh, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân sẽ dẫn đường, chỉ lối cho bạn có được hướng đi mới mẻ. Ngoài ra còn giúp cho bạn xử lý được những vấn đề khó khăn mà bạn đang gặp phải, tài lộc của bạn cũng có thể được cải thiện khi có quý nhân phù trợ. Bạn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để thể hiện bản thân thật tốt. Tuy nhiên, mặt khác với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu, cũng nên chú ý lời nói và việc làm của mình, dù may mắn đến mấy cũng không nên quá phô trương, kiêu ngạo, nếu không sẽ bị người khác ghen ghét, đố kỵ và gây ra cho bạn gặp phải những rắc rối. Ngoài ra trong tháng này, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cũng cần chú ý an toàn cho bản thân, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, do bị ảnh hưởng của các hung tinh cùng với sao La Hầu quấy nhiễu, làm cho tinh thần của bạn dễ bị mắc các chứng bệnh như trầm cảm hoặc suy sụp về tinh thần trong tháng. Với một số người có thể chất không tốt thì tinh thần trong tháng này càng tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, tiểu nhân quấy phá làm cho bạn không có sức lực để tập trung vào công việc, làm việc thiếu đi nhuệ khí. Điều này dễ dẫn đến năng lượng tiêu cực và những điều xui xẻo liên tục đeo bám. Vì vậy, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên điều chỉnh lại bản thân trong tháng này, đừng để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tài vận của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu bị ngũ quỷ là hung tinh tác động, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn, sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Trong tháng có điềm báo,
gặp chuyện thị phi, tâm trạng nhiều muộn phiền, do đó nhân duyên của quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cũng gặp nhiều khó khăn. Quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc của bạn bị tổn hao là điều khó tránh khỏi. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu phát triển tương đối mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của các tinh như Nguyệt Tài, Thiên Phúc giúp cho bạn có nhiều cơ hội về việc làm để gia tăng thu nhập cho mình. Đồng thời, hiệu quả công việc cũng được cải thiện, bạn có thể thoải mái hơn với bất cứ việc gì mình làm. Vì vậy, nếu có thể làm việc chăm chỉ hơn trong tháng này, chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả ngoài sức tưởng tượng của mình. Những bạn kinh doanh buôn bán cũng gặp nhiều may mắn, tài lộc không ngừng đổ vào túi. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình sức khỏe của quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của Thiên Mã, Hồng Ân, thể chất và sức khỏe của bạn rất ổn định, về cơ bản sẽ không có bệnh tật hay cảm lạnh. Không chỉ vậy, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, sung sức, làm việc gì cũng dễ dàng. Công việc có nặng nhọc đến đâu cũng không quá vất vả đối với bạn, điều đó giúp cho bạn vận hành công việc một cách trơn tru hơn và đạt được hiệu quả cao hơn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, về phương diện tài lộc của quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu có phần sa sút. Đây là tháng tuổi bổn mạng, cho nên công việc của bạn gặp nhiều trở ngại, có sự tổn hao về tiền bạc, tài sản. Trong tháng này, ham muốn tiêu dùng của một số người sẽ tăng lên, bạn thường tiêu dùng một cách phi lý trí trong cuộc sống, bất kể có cần hay không, chỉ cần gặp phải thì sẽ tiếp tục mua những thứ mình thích. Bởi vậy, tử vi khuyên quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên có kế hoạch trong việc quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý và không được quá xa hoa, nếu không sẽ làm cho tài vận của bạn bị giảm sút. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Trong tháng 9 âm lịch, với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu, có các mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với sự trợ giúp của sao tử vi cát tinh, hoa cái, sức hấp dẫn của bạn với những người khác rất thịnh vượng, bạn có thể gặp được những người tốt và thiết lập các mối quan hệ hòa hảo, có lợi cho đôi bên. Bởi vậy, đây sẽ là một tháng tốt để cho quý bạn tuổi Kỷ Dậu phát triển và mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn có thể đi ra ngoài, tham gia nhiều hoạt động để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn. Với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cũng đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty, bạn có cơ hội được cấp trên cất nhắc, điều này sẽ giúp cho tài lộc của bạn được khởi sắc. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu có vận trình tình cảm khá tốt. Vận đào hoa khởi vượng với sự trợ giúp của các cát tinh làm cho mối quan hệ giữa bạn và người bạn đời của mình trở nên ngọt ngào, thân thiết hơn. Mộc đức trợ mệnh cũng sẽ giúp cho những người đang yêu có cơ hội thăng cấp trong tình yêu. Đây là giai đoạn tình cảm đã chín muồi và một cái kết cho bạn là hạnh phúc không gì bằng với một đám cưới rực rỡ. Ngoài ra, tháng này với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu nên chú ý một chút, có thể xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết hài hòa. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu, không chịu tác động lớn của các hung tinh, về cơ bản, vận trình tổng thể của bạn khá ổn định. Tháng này, bạn gặp được thiên phúc trợ mệnh, công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, người làm công ăn lương nên cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Bạn có thể sẽ nhận được sự quan tâm từ cấp trên, bạn cũng sẽ nhận được những phần quà, những lời khen ngợi cho những nỗ lực của mình. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán thì việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều thuận lợi, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc cũng được rủng rỉnh trong tay. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch, đây là tháng cuối năm Ất Tỵ, đối với quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ tương đối bận rộn. Thời điểm cuối năm đang đến gần, với bạn sẽ trở nên bận rộn hơn, công việc tại cơ quan và cả công việc nhà làm cho bạn gặp nhiều áp lực. Tam hợp trợ mệnh giúp cho vận trình của quý bạn nữ Kỷ Dậu trở nên suôn sẻ hơn. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán tuy có phần vất vả, nhưng công việc của bạn diễn ra được thuận lợi,
tiền bạc thu vào không ít, điều này sẽ tạo động lực cho bạn cố gắng hơn nữa. Quý bạn làm công ăn lương, có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm cũng giúp cho bạn thoải mái hơn, an tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Nhắc nhở quý bạn nữ tuổi Kỷ Dậu cũng nên chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng để bản thân quá lao lực mệt mỏi, ốm bệnh lại ảnh hưởng đến tiến độ công việc và các nguồn thu tài lộc của mình cuối năm. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng trong năm Ất Tỵ 2025. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp quý bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc quý bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!